Xin chào, chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Chúc các bạn có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng mình. Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật thông tin hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay. Bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay gồm có thông tin đáng chú ý sau đây. Dấu hỏi ở hàng tiền vệ tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park sẽ chọn ai trận Indonesia? Từng được huấn luyện viên Park Hauser ca ngợi là tuyến mạnh nhất, hàng tiền vệ giờ trở thành nỗi băn khoăn của tuyển Việt Nam trước vòng loại World Cup. Từ Việt Nam có nhiều cầu thủ giỏi ở vị trí tiền vệ trung tâm, rất nhiều tiền vệ có trình độ ngang bằng nhau. Sự cạnh tranh là khốc liệt. Nếu chúng ta muốn tạo thay đổi nào đó cho lối chơi, đội sẽ tìm kiếm nguồn lực ở hàng tiền vệ. Huấn luyện viên Park ha seo từng tự hào nói về tuyến giữa từ Việt Nam hồi tháng 12 năm 2020. Chỉ sau nửa năm, mọi thứ đã thay đổi nhiều chấn thương của Đỗ Hùng Dũng, sự trở lại chậm chạp của Tuấn Anh cùng hàng loạt vấn đề khác khiến tiền vệ giờ là cơn đau đầu cho huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong danh sách từ Việt Nam tập trung đầu tháng 5, ông Park gọi 8 tiền vệ. Khi chốt quân số đi UAE, ông chỉ loại một người, Cao Văn Triển. Từ Việt Nam giữ lại tới 7 tiền vệ trung tâm, nhiều nhất so với các vị trí khác. Đó là chưa kể hàng loạt cầu thủ có thể đá giữa trái kèo như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng hay Đỗ Duy Mạnh số lượng nhân sự lớn nghĩa là ông Park chưa thực sự ưng ý với những con người đang có. nếu Minh Vương được sử dụng, ông Park lo chuyện phòng ngự từ xa. còn Dung Tuấn Anh thì sợ chưa đạt phong độ. Đức Huy mới trải qua mùa giải tồi tệ, Hoàng Đức còn thiếu kinh nghiệm, trong khi Hai Long hay Lý Công Hoàng Anh là những con tính đường dài cho U22 Việt Nam. Xuân Trường có vẻ là lựa chọn khả dĩ nhất nhưng Anh cũng phải cải thiện nhiều về khả năng phòng ngự. Lần cuối cùng, tiền vệ Hoàng Anh Gia Lai đá chính cho tuyển Việt Nam là chiếc German tại Asian Cup tháng 1 năm 2019. Anh chưa chơi, chơi phút nào tại vòng loại. Vắng mặt ở đội tuyển trong gần 2 năm. Nhìn hiện trạng ấy, có lẽ ông Park rất nhớ Hùng Dũng. Không một ai trong 7 cầu thủ trên so sánh được với quả bóng vàng Việt Nam 2019 về độ toàn diện. Sau khi ra mắt huấn luyện viên Park Hauser ở Asian Games 2018, Hùng Dũng dần trở thành lựa chọn bất khả xâm phạm ở tuyến giữa. 20 trận gần nhất của tuyển Việt Nam tại các giải đấu, Dũng đá 18 trận. Anh là cái tên quá tuổi duy nhất góp mặt ở cả Á vận hội lẫn SEA Games 2019. Hùng Dũng toàn diện cả ở công lẫn thủ, cho được tiền vệ trung tâm lẫn tiền đạo cánh. Anh vừa có thể bùng nổ, vừa biết chơi lì lợm, phù hợp với nhiều chiến thuật và đối thủ khác nhau. Không có Hùng Dũng, giải pháp nào ở tuyến giữa cũng lỡ cỡ. Lựa chọn nào cũng còn những điều chưa vừa ý. Trong khi các vị trí khác định hình tương đối với con người, hai suất tiền vệ trung tâm vẫn là dấu hỏi lớn. Ông Park không có lựa chọn nào vượt trội ở khu vực này theo kiểu Quang Hải, chắc suất tiền vệ hay Quế Ngọc Hải được đảm bảo tại hàng phòng ngự. Năm trận đầu vòng loại từ Việt Nam đã thăng hoa nhờ bộ đôi Hùng Dũng Tuấn Anh, cả hai đều công thủ toàn diện chơi được với mọi đối thủ. Cả bài chung ấy giờ chỉ còn một người, khả năng tuyển Việt Nam duy trì bộ đôi xuyên suốt 3 trận tới vì thế là rất nhỏ. Ông Park nhiều khả năng sẽ phải lựa chọn cặp tiền vệ tùy theo đối thủ và thế trận. Đó có thể là Minh Vương cho tấn công, Đức Huy cho phòng ngự, Xuân Trường nếu cần đột biến. Hay thậm chí Hai Long, Lý Công Hoàng Anh khi thế trận đã an bài. Cuộc cạnh tranh ở hàng tiền vệ vì thế mở ra cho tất cả. Ai cũng có thể được trao cơ hội. Ông Park không còn trong tay tiền vệ tốt nhất. Nhưng bảy gương mặt hiện tại có lẽ là đủ cho những toan tính đa sắc màu của tuyển Việt Nam. Biết đâu, những cơ hội ấy mở đường cho một vì sao mới xuất hiện. Tin tiếp theo, ghi bàn khiến Thái Lan ôm hận, nạn nhân của Văn Hậu tuyên bố Indonesia sẽ chơi tốt hơn khi gặp Việt Nam. TV Evan Dimas, người ghi bàn quyết định trận hòa Thái Lan, tuyên bố Indonesia chơi tốt hơn khi đụng độ Việt Nam ở vòng loại World Cup ngày 7 tháng 6. Mặc dù Indonesia hết cơ hội đi tiếp, nhưng đội bóng xứ vạn đảo đang cho thấy bộ mặt đáng gờm ở vòng loại World Cup 2022 bằng trận hòa với Thái Lan. Những trận đấu cuối cùng vòng loại World Cup cũng là cơ hội để Indonesia lấy lại danh dự sau khi thay tướng ở những lượt trận trước. Không còn áp lực, các cầu thủ Indonesia thi đấu hưng phấn, đầy thoải mái khiến đối thủ dè chừng. Chia sẻ sau trận đấu với tuyển Thái Lan, Evan Dimas nói: Chúng tôi vui vì chơi tốt, giành được điểm trước một đối thủ mạnh, nhưng toàn đội không hài lòng, giải đấu chưa kết thúc. Trận sắp tới đây khi gặp Việt Nam, chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa. Dimas đã góp công ở bàn thắng gỡ hòa hai đều cho Indonesia sau một pha thoát xuống phá bẫy việt vị và dứt điểm ở phút 60. Được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận, Dimas gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, những người đồng đội đã chiến đấu hết mình. Từng đối đầu với Việt Nam tại SEA Games 2019, nhưng lại rời sân với chấn thương từ sau va chạm với Văn Hậu. Ở lần đối đầu này, cầu thủ Evan Dimas quyết tâm chơi hay hơn khi đối đầu với Thái Lan. Đây là trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Shin Tae-yong tại đội tuyển Indo, bộ mặt của tuyển xứ vạn đảo thay đổi rất nhiều. Sau khi biết chuyện huấn luyện viên Park tới dự khán, huấn luyện viên Shin Tae-yong tiết lộ: "Tôi và ông Park đã gọi điện cho nhau, tôi biết ông ấy sẽ tới xem trận đấu này. Điều này mang lợi thế cho Việt Nam, bởi huấn luyện viên Park biết chúng tôi chơi thế nào." Tuy nhiên tôi sẽ điều chỉnh và khiến Việt Nam bất ngờ. Tin tiếp theo, huấn luyện viên Park tiết lộ điểm yếu của thủ môn từ Việt Nam nhờ con trai mua hộ đồ tập. Thưa quý vị, huấn luyện viên Park ha seo mới đây chia sẻ về điểm yếu của các thủ môn từ Việt Nam cũng như bài tập bổ trợ để cải thiện những điều này. Từ Việt Nam đang có mặt tại UAE để chinh chiến tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, nếu giữ được vị trí nhất bảng G, thầy trò ông Park Hang-seo làm nên lịch sử bởi chúng ta chưa bao giờ đi đến vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup. Hiện tại, vị trí thủ môn đang khiến rất nhiều người hâm mộ cảm thấy băn khoăn khi Đặng Văn Lâm không thể hội quân cùng Việt Nam. Những cái tên còn lại như Tấn Trường, Văn Toản, Văn Hoàng rõ ràng chưa đem lại sự yên tâm. Trong chia sẻ mới đây ở chương trình viết tiếp lịch sử History in the Making của Đài truyền hình ca cộng, chiến lược gia người Hàn đã tiết lộ về điểm yếu của các thủ môn Việt Nam. Thủ môn Việt Nam, Sức của đôi bàn tay của họ hơi yếu, sức bàn tay rất quan trọng, quyết định anh ta đấm bóng. Thầy Park cũng kể thêm về cách ông giúp các thủ môn Việt Nam khắc phục điểm yếu này. Tôi về Hàn Quốc thì thấy con trai tôi tập cái bóp tay đó, tôi nhờ con trai mua 10 cái về tặng các thủ môn và nói các thủ môn tự tập ở nhà. Và tôi nói đợt tập trung tới tôi sẽ kiểm tra xem các thủ môn có tập bằng thiết bị này không. Huấn luyện viên Park Hang-seo gửi lời cảm ơn đến chính phủ nhân dân Việt Nam, người hâm mộ cả nước cũng như là VFF hỗ trợ, đồng hành cùng tuyển Việt Nam nói chung và huấn luyện viên Park Hang-seo nói riêng trong suốt 4 năm ông làm việc tại Việt Nam. Có 3 trận nữa ở vòng loại World Cup 2022. Thực sự là chúng tôi biết nhân dân, người hâm mộ đang rất chờ đợi kết quả giải đấu này. Chúng tôi cố gắng chuẩn bị hết sức về mặt tinh thần, thể lực, ý chí. Mong nhân dân Việt Nam, người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong trạng đường sắp tới. Huấn luyện viên Park chia sẻ. Tiếp theo là tin chính thức Liên đoàn bóng đá Việt Nam chia tay huấn luyện viên Philippe Chosier. Quý vị và các bạn thân mến, VFF và ông Philippe Chosier đã chính thức đưa ngay này đi sau khi kết thúc hợp đồng. Theo thông tin chúng tôi xác nhận từ Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Hoài Anh, huấn luyện viên Philippe Chosier sẽ thôi không làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng tuyển U19 Việt Nam. Theo đó, ông trở về Pháp trong vài ngày tới cũng theo ông Lê Hoài Anh, huấn luyện viên Josier chính thức hết hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và không có thêm bất cứ bản hợp đồng gia hạn nào. Trước khi hết hợp đồng làm việc với VFF, ông Philippe Josier đang là huấn luyện viên trưởng tuyển U19 Việt Nam. Trước đó vào năm 2018, cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nhật Bản trở thành cố vấn chiến lược và sau đó chính thức là giám đốc kỹ thuật của PVF. Năm 2019, Philippe Josier trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển U19 quốc gia Việt Nam và giúp đội vượt qua vòng loại giải vô địch U19 châu Á 2020. Việc ông Philippe Chosier không còn tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam là một điều rất bất ngờ. Bởi lẽ, chỉ cách đây không lâu, vị chiến lược gia này còn chia sẻ có nhiều kế hoạch phát triển ở U19 trong tương lai. Huấn luyện viên Philippe Chosier là chiến lược gia đẳng cấp nhất từng đến Việt Nam. Ông có biệt danh phù thủy trắng bởi tài năng và những di sản lớn để lại cho những nền bóng đá đã làm việc. Từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia tham dự hai kỳ World Cup 1998-2002 cùng tuyển Nam Phi, Nhật Bản. Được biết, vị trí huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam mà huấn luyện viên Châu Siêu để lại chưa có người ngồi. VFF sắp tới đây phải tìm kiếm người tài để giúp U19 của chúng ta thi đấu tại đấu trường rất quan trọng vòng chung kết U19 châu Á 2020. Người hâm mộ chắc chắn sẽ đặt rất nhiều dấu hỏi xung quanh việc VFF và ông Philippe Châu Siêu chính thức đưa ngài này đi sau khi kết thúc hợp đồng. Hôm nay ngày 5 tháng 6, chúng tôi đăng tải thông tin về việc huấn luyện viên Philippe Châu Siêu sẽ thôi không làm việc trên cương vị huấn luyện viên trưởng U19 Việt Nam. Theo đó, ông trở về Pháp trong vài ngày tới. Theo xác nhận từ VFF, huấn luyện viên Joseo chính thức hết hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, không có thêm bất cứ bản hợp đồng nào gia hạn. Việc ông Philippe Joseo không tiếp tục cống hiến cho bóng đá Việt Nam là điều bất ngờ, bởi lẽ chỉ cách đây không lâu, vị chiến lược gia này còn chia sẻ có nhiều kế hoạch phát triển đội U19 trong tương lai. Thậm chí ông từng chia sẻ về mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam dự vòng chung kết World Cup 2026. Trong thời gian tới đây, nhiều khả năng tôi đảm nhiệm thêm những trọng trách khác, mở rộng sự kiểm soát đối với các lứa trẻ từ U15 đến U21 của tuyển Việt Nam. Đây chính là bước đi rất quan trọng để xây dựng nền móng vững chắc cho tuyển quốc gia sau này và vươn đến những mục tiêu xa hơn như Olympic 2024, World Cup 2026, Olympic 2028, World Cup 2030. Huấn luyện viên Philippe Josier chia sẻ hồi đầu tháng 4, Tuy vậy, phù thủy trắng dường như cũng đã dự đoán được tương lai về sự chia ly giữa ông và bóng đá Việt Nam, bởi lẽ hợp đồng của ông với VFF đã được thông báo từ trước sẽ đáo hạn vào tháng 6 này. Trong thời điểm hiện tại mọi chuyện có thể xảy ra, tôi chưa thể nói trước được điều gì. Tuy nhiên tôi có thể nói rằng tôi vẫn có mong muốn tiếp tục đồng hành cùng bóng đá Việt Nam và VFF bày tỏ nguyện vọng gia hạn hợp đồng của tôi. Tôi và VFF đang trong quá trình bàn bạc. Ông nói cái đây chưa lâu. Bên cạnh câu hỏi về lý do vì sao VFF không gia hạn với huấn luyện viên Chelsea, Việc người hâm mộ người Pháp chia tay bóng đá Việt Nam ít nhiều khiến người hâm mộ hoang mang về lộ trình bóng đá Việt Nam mà ông vạch ra khi chia sẻ với báo chí hồi tháng 4. Hơn hết, những kế hoạch cụ thể và hướng đi để thực hiện hóa giấc mơ về những Olympic 2024, World Cup 2026, Olympic 2028, World Cup 2030 như lời ông Philippe Josier cũng đặt ra dấu hỏi lớn. Trả lời cho điều này, chắc chắn VFF nên cần lời giải phù hợp với người hâm mộ. Thông tin trên cũng đã khép lại chuyên mục tin tức bóng đá trong ngày của kênh Bóng đá 365. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.